Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có thêm 8.000 người bị bệnh thận. Hiện cả nước có khoảng 5 triệu người suy thận các mức độ và khoảng 26.000 người phải chạy thận nhân tạo. Khi suy thận giai đoạn cuối, người bệnh buộc phải lọc máu định kỳ suốt đời, sức khỏe giảm sút, mất khả năng lao động. Ghép thận là biện pháp cuối cùng khi không còn phương pháp điều trị. Hiện cả nước có gần 5.000 người trong danh sách chờ ghép thận. Nếu như trước đây tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng nhiều. Số người cần phải lọc máu chờ được ghép thận tiếp tục có xu hướng tăng, đang là hồi chuông báo động tới tất cả mọi người. Nguyên nhân gây ra tình trạng suy thận giai đoạn cuối thường là hậu quả của các bệnh lý mãn tính như là đái tháo đường, tăng huyết áp. Thì đối với các bệnh nhân ở Việt Nam thì nguyên nhân chính thường là do viêm cầu thận mạn. Và bệnh lý này thì thường ở những cái giai đoạn sớm rất là khó phát hiện. Các cái đối tượng trẻ vẫn sinh hoạt ăn uống giống như người bình thường, các cái thói quen xấu như là rượu, bia, thuốc lá v.v. 80% bệnh nhân sống được từ 10 đến 15 năm sau khi ghép thận thành công. Tuy nhiên, nguồn thận ghép từ người cho chết não hiện nay đang vô cùng khan hiếm. Để bảo vệ thận, theo các chuyên gia, người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đưa các chất có hại vào cơ thể. Đặc biệt, việc khám sức khỏe định kỳ cần trở thành thói quen của tất cả người dân.